Xin chào anh em. Trong cái phần này, trong video này, tớ sẽ chia sẻ cho anh em những cái phương pháp để làm sao mà chúng ta sẽ gọi là đi kiểm tra, đi điều tra thông tin về một bất động sản, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải điều tra ở đâu, điều tra gặp gỡ ai, hỏi như thế nào. Thì tớ sẽ chia sẻ một số cái phương pháp cơ bản mà tớ dùng để tớ đi điều tra, hoặc là rất nhiều anh chị em, những người làm đầu tư bất động sản họ cũng sẽ dùng, họ đi kiểm tra thông tin bất động sản. Những cái phương pháp này thì nếu anh chị em nào biết rồi thì thôi, còn anh chị em nào chưa biết thì chúng ta sẽ tham khảo, chúng ta áp dụng vào cái công việc của mình. Chúng ta đi, ví dụ chúng ta thấy một cái mảnh đất rất là đẹp, rất hợp lý, nhưng chúng ta không biết cách điều tra như thế nào, thì các bạn có thể tham khảo cái video, những cái hướng. Tất nhiên là tôi sẽ chỉ gọi là chia sẻ những cái phương pháp cơ bản thôi, còn thực tế đi làm như thế nào thì các bạn phải thực tế, các bạn mới tùy từng trường hợp, chúng ta phải phải linh hoạt, chúng ta mới có được cái thông tin chính xác được nhá. Thế thì đầu tiên là cái phương pháp đầu tiên là anh chị em gặp ngay cán bộ địa chính của xã, của phường ấy, của nơi mà chúng ta định mua bất động sản ấy nhá. Thì chúng ta cầm phong bì đó, thực ra thì cái việc đưa đây như thế này nó không phải đưa hối lộ, mà đây là gọi là cảm ơn họ. Thực ra thì đấy là trách nhiệm của họ sẽ phải gì giải đáp thông tin cho chúng ta. Thế nhưng mà để mà họ nhiệt tình, hoặc là để họ gọi là thoải mái, họ hỗ trợ chúng ta đầy đủ thông tin chính xác, chúng ta có nhiều cái thông tin để chúng ta ra quyết định tốt hơn, thì tốt nhất là chúng ta phải có lời cảm ơn với họ. Thì các bạn cảm ơn kiểu gì thì các bạn cân nhắc thôi, các bạn cân nhắc thôi nhá. Cũng phải đôi ba trăm gì đấy thì tùy các bạn nhá. Thì tôi cũng không 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 phải là khuyến khích, nhưng mà các bạn cũng phải cảm ơn những cái công sức họ bỏ ra, họ giúp đỡ mình. Bởi vì mình, ví dụ mình mua được những bất động sản tốt, mình mua được bất động sản mà có lợi cho mình, thì chúng ta cũng phải gọi là chia sẻ những cái quyền lợi, chúng ta phải cảm ơn những cái người giúp đỡ mình. Đấy, thì lên đặt vấn đề với cán bộ địa chính và anh ơi, thì thực ra em cũng đang đang muốn mua mảnh đất ở đây, thế thì bác xem giúp em là cho em xem cái quy hoạch của khu vực này như thế nào, thì có mua được không, có cái vấn đề gì không, thì người ta sẽ tư vấn cho mình nhá. Nếu mình có sự cảm ơn thì người ta sẽ tư vấn nhiệt tình hơn anh em nhá. Đấy, cán bộ địa chính phường xã hoặc quận huyện của mình tại cái đất mình mua nhá. Rồi cái phương án 2 nữa là anh em sẽ hỏi hàng xóm láng giềng, hỏi những người thân xung quanh, hỏi những người dân xung quanh ở đấy thôi nhá. Chúng ta chỉ hỏi đơn giản thế, bác ơi thế thì ở đây thứ nhất mình hỏi dân tình, hỏi ở đây là ở có những đây ví dụ sắp tới thì có cái dự án gì không, có đất có giãn dân gì ở đây không, hoặc là ở đây thì tiện ích sinh hoạt ra làm sao, hoặc ở đây ví dụ như là cái không khí, cái môi trường ở đây có tốt hay không, điện nước ở đây nó ra làm sao hay mất không. Đấy, thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn điện lấy ở đâu, điện có nước thì lấy ở đâu, có nước máy chưa, ví dụ những ở vùng nông thôn chẳng hạn đó. Thế ta hỏi người dân, đặt vấn đề, hoặc là nếu trong trong phố chẳng hạn thì hỏi hàng xóm láng giềng thì hỏi kiểu gì, đúng không? Thì chúng ta phải biết cách hỏi, còn nếu ta không biết cách hỏi thì có khi người ta lại còn nói không đúng sự thật nhá. Ví dụ như là bạn hỏi về cái ông đang định mua cái bất động sản, cái căn bên cạnh chẳng hạn, hỏi đúng cái nhà hàng xóm bên cạnh mà cái ông đấy đang muốn mua cái căn đấy, thì bạn đang định mua, bạn xông vào thì kiểu gì, thì kiểu người ta cũng bơm đều bơm xấu cho các bạn mà xem, các bạn rất là khó để có được thông tin chính xác. Đấy, thì cũng phải hỏi như thế nào, đúng không? Phải hỏi bóng hỏi gió, bảo cái thì chú ơi thì tình hình cháu định mua tìm ở trong cái nhà trong ngõ nhà mình, thế thì cháu cũng chú biết là căn nhà ai bán không, thì có thể người ta bảo không có, còn nếu người ta bảo có thì người ta chỉ cho bạn đấy, các bạn có thể có những thông tin mới. Hoặc là các bạn bảo là thì cháu đang định tìm mua ở khu này, thì chú cho hỏi tí thì khu này ví dụ an ninh ở đấy tốt không chú, rồi điện nước ở đây ra làm sao, thì người ta chia sẻ cho. Đừng nói là mình mua cái căn nào vội và thế đã xem được căn nào đây chưa, đã xem căn nào chưa, và cháu cũng chưa, cháu cũng thấy có một căn cháu cũng đang tìm hiểu, một số bạn môi giới bạn giới thiệu cháu một hai căn trong ngõ này, nhưng mà cháu cũng đang cân nhắc cho chưa quyết định mua. Đấy, thì lúc đấy người ta hỏi thì người ta có thể chia sẻ thật với bạn sau sau rồi khi mà họ chia sẻ thông tin thân thiết rồi, chúng ta bắt đầu mới đặt vấn đề là thế cháu thấy cái nhà ông Trung hay ông Tuấn gì ông kia thì ông bán kìa. Đấy, thì bắt đầu mới hỏi thông tin xem là cái nhà đấy thì người ta ở đấy bao lâu rồi, có thể hỏi những cái thông tin đời trước chủ trước xem là tình hình kinh tế họ ra làm sao. Thế cháu thấy bảo là cái, hoặc là bạn có thể nói dò một tí và cháu thấy nhà cái ông đấy thấy người ta bảo là mấy đời trước làm ăn cũng không ra gì, cũng thất bát lắm mà chú. Hỏi kỹ xem thì mình ươm ươm thế, người ta sẽ có thể là người ta bảo không, nhà đấy bình thường có gì gì đâu, hoặc là đúng rồi, ôi nhà đấy thì vỡ nợ con, thì thằng con mà suốt ngày nghiện gặp cờ bạc, thì mình cứ ươm ươm thì người ta sẽ có những cái, tức là khi chúng ta đặt câu hỏi chúng ta cần phải gợi ý những cái câu trả lời có thể đúng hoặc có thể sai nhá. Nhưng mà mình làm sao để mà sẽ nhận được sự phản bác của cái hàng xóm nhá. Đấy,
Rồi, thì tiếp theo là chúng ta sẽ hỏi nếu mà không có cán bộ địa chính phường xã thì chúng ta gặp bên 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 cán bộ ở bên phòng quy hoạch. Ví dụ chúng ta cần phải quen một người ở bên làm sở quy hoạch kiến trúc của thành phố, của quận huyện, họ sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Những người làm quy hoạch ấy, hoặc có những người làm về về cấp giấy phép xây dựng ở các khu vực quận huyện thì họ cũng rất là nắm được cái tình hình quy hoạch ở cái khu vực chúng ta định mua như thế nào nhé. Rồi, hoặc là cái cách tốt nhất thì tự chúng ta đi kiểm tra nhé. Tự chúng ta đi kiểm tra, chúng ta phải tự soi trên bản đồ quy hoạch xem là cái khu này có hợp lý hay không. Thực ra có rất nhiều bản đồ họ sẽ giúp chúng ta xem quy hoạch được, mà đôi khi cũng chẳng cần phải phải hỏi thực tế đâu nhé. Tất nhiên là mình vẫn phải hỏi qua những cái người họ quản lý thì nó chính xác hơn, nhưng mà tự mình mới bắt đầu mình cũng có thể kiểm tra được xem tiềm năng khu này ra làm sao, rồi tự mình đi xem là môi trường ở đây, hàng xóm ở đây, không khí ở đây, điện đường trường trạm ở đây ra làm sao, thì chính bản thân mình đi là cái quan trọng nhất, cái mấu chốt ấy, vì mình mới là người sử dụng, mình mới là người ra quyết định nhá. Còn những thông tin kia chỉ là thông tin tham khảo thôi, tự mình xem, tận mắt mình xem thì mới yên tâm hơn nhá. Rồi, và cái một cách thứ năm nữa anh em có thể sử dụng là gì, là chúng ta nhờ môi giới, hỏi môi giới. Thì thực ra cũng chả giấu anh chị em là phần lớn những ông môi giới là các ông ấy không nói thật đâu nhá. Không hẳn là các ông sẽ nói dối, nhưng mà cách thông tin của các ông ấy thường là có cái xu hướng là làm sao để các bạn có thiện cảm với cái khu vực này hơn nhá. Thường môi giới sẽ làm như vậy, trừ khi cái bất động sản bạn hỏi ấy không phải là cái thông tin họ đưa cho bạn, họ giới thiệu cho bạn nhá. Còn nếu như mà thông tin họ giới thiệu cho bạn thì thường họ sẽ khen nhá. Nhưng mà tốt nhất là bạn định mua bất động sản A nhá, nhưng mà bạn đừng hỏi cái ông mà giới thiệu cho bạn nhé, hỏi một cái ông cũng bán ở khu vực đấy nhá. Họ cũng bán ở khu vực đấy, và bạn tả là bây giờ anh đang thấy có căn ở trong ngõ này, thế thì em cái ngõ này có được mua được không em đấy, bạn đặt vấn đề thế. Thì bắt đầu cái ông kia ông mới lôi hết những cái xấu của cái ngõ đấy ra nhá. Xong rồi cứ hỏi khoảng độ 3 ông thì kiểu gì thì kiểu nó, các bạn cũng sẽ có được những cái thông tin cơ bản là tương đối hợp lý về cái bất động sản của mình đấy. 5 phương pháp các bạn có thể đi điều tra về cái bất động sản của mình đấy. Còn các bạn có thể có nhiều phương pháp hơn, nhưng mà đấy là 5 phương pháp mà tôi thường xuyên tôi sử dụng để tôi điều tra, sau đó định giá bất động sản như thế nào để mình mua mình an tâm. Đây là cách mà tôi sử dụng trong cái việc đi mua bất động sản. Còn nếu anh chị em có cách nào nữa hay hơn hoặc là nó hiệu quả hơn thì các bạn có thể chia sẻ để chúng ta cùng nhau nâng cao cái kỹ năng điều tra định giá một cái bất động sản lên. Rồi, và cảm ơn các anh chị em đã lắng nghe chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Và nếu các bạn thấy hay thì cho tôi một nút like và nhớ đăng ký hoặc chia sẻ cho những người đang cần mua bất động sản. Và Hoàng Lê Tờ xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Tôi đã 6 năm kinh nghiệm trong nghề làm môi giới bất động sản, đúng không ạ? Thực tế những ngày đầu ấy thì tôi cũng rất là khó khăn trong việc có những giao dịch, mặc dù là hầu như tháng nào tôi cũng có giao dịch, nhưng mà để tăng thu nhập, tăng doanh thu lên tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng may mắn là bằng cái sự học tập mà tôi cũng gặp những cái người đi trước, họ thành công, họ giỏi hơn, họ đã chia sẻ cho tôi những cái kiến thức đó. Và ngày nay sau 6 năm thì tôi đã sở hữu một cái công ty môi giới bất động sản với gần 100 nhân sự nhá. Và thực tế thì tôi đã gì trực tiếp đào tạo, trực tiếp cầm tay chỉ việc cho gần 200 môi giới và đào tạo online trên internet, gần 2.000 học viên. Và chính vì những cái kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm huấn luyện đó nên là tôi có thể chỉ ra chính xác là gì, bạn đang thiếu điều gì, chỉ ra chính xác là bạn đã làm sai điều gì. Và tôi sẽ tặng cho bạn một khóa học 3 ngày, bạn sẽ có được tải ebook, bạn sẽ được tải video và đăng nhập video, bạn học đi học lại, bạn có thể đọc, bạn có thể nghe và bạn có thể xem, và bạn sẽ học cùng trực tiếp với tôi qua Zoom 3 ngày. Tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cái việc gì bạn cần phải làm, việc gì bạn không nên làm nhá. Rồi tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để các bạn quảng cáo, làm thế nào để có nhiều khách hàng mua bất động sản của bạn, vừa gì vừa nhanh lại vừa tiết kiệm chi phí. Và tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn một cái quy trình chốt sale rất là hiệu quả và lại vui vẻ. Tức là chúng ta gặp khách hàng ấy thì nó rất là vui, nó thoải mái, nó không còn sợ sệt, lo lắng, rồi không biết là phải nói cái gì, không lúng túng khi gặp khách hàng nữa, đúng không? Và các bạn hãy lắng nghe những cái học sinh cũng đã từng tham gia khóa học này từ trước, chia sẻ về những cái điều họ nhận được sau khi học xong khóa học. Phần nó rất là, kiến thức nó rất là thực tế, mình dùng cái từ nó rất là thực chiến ấy. Thì cũng rất là cảm thấy là tuyệt vời. Quả thật là em cảm thấy là rất là bổ ích vì thầy đã trao những cái giá trị về cái phần kiến thức về môi giới rất là rộng lớn. Em thì cũng mới làm bất động sản từ đầu năm đến giờ thôi ạ. Kinh nghiệm thì cũng chưa có nhiều.
được thầy vào lớp học, được thầy chia sẻ một số kinh nghiệm thì em thấy là rất giá trị, và em cũng mong là mình sẽ áp dụng những cái kiến thức mà thầy chỉ dạy để áp dụng vào để thời gian tới là mình sẽ bán được nhiều cái bất động sản. Đúng rồi. Và những cái Ok. lớp môi giới này em thấy thầy dạy là rất là thực tế luôn đấy. Đây phụ qua mấy mấy buổi học đó thầy. Thì nói chung là cũng thay mặt anh em trong trong học thầy là rất là cảm ơn cái sự của thầy trong những cái buổi này. Thì nói chung là mấy buổi học của thầy thì theo như em nghĩ thì rất là giá trị thầy, bởi vì Vâng, cảm ơn anh. đấy là những cái em cũng đã coi rất nhiều YouTube rồi, nhưng mà thực ra đến ba buổi học nay thấy cái mình mang lại được những cái kết quả mà thầy chỉ bảo cho tụi em, đặc biệt là những cái môi giới mới bắt đầu thì thấy vô cùng là hiệu quả, Vâng. nên rất là cảm ơn thầy. Vừa rồi bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ và những cái nhận xét của những học viên đã từng tham gia khóa học vừa rồi. Bây giờ việc của bạn là gì? Hãy nhanh tay đăng ký vào cái đường link ở phía dưới, đăng ký vào đường link ở dưới, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khóa học Thiên Tài Môi Giới. Xin chào và hẹn gặp lại.